Hôm nay, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên phúc thẩm vụ Nguyễn Hải Nam, cựu phó chánh án Tòa án Nhân dân quận 4 và Lâm Hoàng Tùng, cựu giảng viên trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh xâm phạm chỗ ở của người khác. Hai bị cáo đều có kháng cáo án sơ thẩm. Bị cáo Tùng có 5 luật sư thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội bào chữa tại tòa. Bị hại cũng kháng cáo về tội danh, hình phạt và một số vấn đề liên quan khác. Xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã bác lời kêu oan và tuyên phạt bị cáo Nam 17 tháng tù và bị cáo Tùng 2 năm tù. Theo tòa, từ tháng 3 2019, bà Thảo cùng các con nhỏ sinh sống trong căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1. Chiều 19 tháng 9 2019, khi bà không có ở nhà, ông Tùng cùng bạn là ông Nam và nhiều người khác xông vào nhà. Những người này dùng vũ lực gây sức ép, buộc những người trong nhà phải ra khỏi nhà rồi chiếm giữ đến ngày 28 tháng 9 2019. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.